Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins Mỹ, trong số hơn 1 triệu ca bệnh trên toàn cầu, Mỹ là nước chiếm nhiều nhất với 240.000 ca. Ý hiện tại là quốc gia có số ca tử vong cao nhất, tiếp theo là Tây Ban Nha. Thái Lan cũng sắp vượt qua 2.000 ca nhiễm COVID-19, Đức tăng hơn 6.000 ca mới mỗi ngày. Số ca nhiễm bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc cũng đã vượt ngưỡng 10.000 ca. Peru cũng hạn chế đi lại theo giới tính. Các nước phương Tây cũng kêu gọi người dân đeo khẩu trang. Khoảng 700.000 ca trên thế giới có các triệu chứng nhẹ và gần 38.000 ca đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra thì đến nay đã có hơn 200.000 người bình phục do COVID-19. Vào ngày 3 tháng 4, Thái Lan đã ghi nhận 103 ca nhiễm virus corona chủng mới và 4 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 1.978 và số ca tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2 là 19 ca. Cả 4 ca tử vong mới đều là người Thái, trong đó có một người đàn ông 59 tuổi đang làm trên tàu hỏa, theo tờ The Reuters. Số liệu từ Viện Dịch tễ Robert Koch, RKI vào ngày 3 tháng 4 cho thấy số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Đức tăng lên 6.174 ca so với ngày hôm trước. Số ca tử vong cũng tăng thêm 145 ca. Tổng cộng, nước Đức đang có 79.696 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1.017 ca tử vong. Số ca nhiễm bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc cũng đã vượt ngưỡng 10.000 ca. Johns Hopkins dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC cho hay, vào ngày 3 tháng 4, nước này ghi nhận thêm 89 ca nhiễm bệnh COVID-19 và thêm 5 ca tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong tổng số ca mắc bệnh hiện tại là 10.062 ca, số ca tử vong tổng cộng là 174. Trong số 174 ca tử vong, có trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất là một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 193, nâng tổng số lên 6.021 người, chiếm 59,8%. Trong khi đó, Kiribati cũng ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên, bệnh nhân 61 tuổi đã mắc các bệnh nghiêm trọng khác trước khi qua đời, theo Reuters. Hiện Kiribati đang có 116 ca bệnh COVID-19. Peru cũng đang hạn chế đi lại theo giới tính. Tổng thống Peru ông Martín Vizcarra vào ngày 2 tháng 4 đã công bố biện pháp hạn chế đi lại mới dựa theo giới tính nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đàn ông được phép ra ngoài vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, trong khi phụ nữ được ra ngoài vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Tuyệt đối không ai được phép ra ngoài vào Chủ nhật. Tỉnh Hồ Bắc không ghi nhận ca nhiễm mới. Tỉnh Hồ Bắc từng là tâm điểm bùng phát dịch COVID-19 ở Trung Quốc đã không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày 2 tháng 4, mà chỉ có thêm 4 ca tử vong. Tính đến hết ngày 2 tháng 4, Trung Quốc đại lục có 31 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm so với 35 ca của ngày 1 tháng 4. Có 29 ca trong số đó là ca nhập khẩu, trong khi toàn bộ ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục vào ngày 1 tháng 4 là ca nhập khẩu. Số ca tử vong mới vì COVID-19 là 4 ca, cùng giảm so với 6 ca của ngày trước đó. Như vậy thì trên toàn quốc có 81.620 ca nhiễm bệnh COVID-19 và 3.322 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2. WHO tiếp tục cảnh báo người trẻ tuổi không nên chủ quan với dịch COVID-19. Số ca tử vong vì COVID-19 tăng từ 37 lên 50 ca trong vòng 24 giờ qua, theo Bộ Y tế Mexico. Số ca bệnh ở Mexico tăng thêm 132 ca, tổng cộng là 1.510 ca trên toàn quốc. Theo CNN, tại Brazil, số ca nhiễm bệnh COVID-19 trong ngày 2 tháng 4 tiếp tục ở mức trên 1.000 ca vào ngày thứ Ba liên tiếp, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 7.910 ca và 299 ca tử vong. Ý cũng ghi nhận thêm 760 ca tử vong và 4.668 ca bệnh mới trong ngày 2 tháng 4. Như vậy thì Ý đã có gần 14.000 ca tử vong trên hơn 115.000 ca nhiễm virus corona chủng mới. Ông Hans Kluge là Giám đốc Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại châu Âu, ngày 2 tháng 4 cho biết 95% trường hợp tử vong vì COVID-19 ở châu Âu có độ tuổi trên 60, nhưng những người trẻ tuổi không nên chủ quan. Ông Hans Kluge chỉ rõ, tuổi tác không phải là yếu tố rủi ro duy nhất khiến cho các trường hợp nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, đã khiến cho hàng tỷ người bị phong tỏa và làm chao đảo nền kinh tế thế giới. Ông nhấn mạnh, quan niệm cho rằng dịch bệnh COVID-19 chỉ ảnh hưởng đến người cao tuổi thực sự là sai lầm. Người trẻ tuổi không phải là trường hợp ngoại lệ. COVID-19 đang hoành hành tại các viện dưỡng lão ở Canada và Mỹ. Dịch COVID-19 đã lây lan tới ít nhất là 600 viện dưỡng lão trên toàn Canada, gây áp lực lớn đối với các nhân viên chăm sóc y tế đang ở tuyến đầu của đại dịch. Hiện có ít nhất là 75 ca tử vong do virus corona chủng mới là cư dân của các cơ sở dưỡng lão ở Canada. Bindergrad Nursing Home ở bang Ontario là một trong những ổ dịch với 14 người cao tuổi tử vong vì virus SARS-CoV-2. Thủ hiến bang Quebec Frank Giguère đã cảnh báo người dân không nên đến các viện dưỡng lão vì đây là vấn đề giữa sống và chết. Bộ trưởng Y tế bang Ontario Kristen Elliot cũng cho biết bang này có thể chuyển người cao tuổi đến các khách sạn để cách ly với những ca nhiễm ở viện dưỡng lão. Theo tờ Globe and Mail, số ca Covid-19 ở Canada đã tăng gấp đôi trong vòng một tuần qua, lên hơn 11.100 người với 130 trường hợp tử vong vì Covid-19. Tại Mỹ thì Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu các cơ sở dưỡng lão hạn chế người thăm sau khi hơn 140 cơ sở trên toàn quốc đã có người nhiễm Covid-19. Ông Trump cũng đề nghị các cơ sở này chia thành các khu vực dành cho người khỏe mạnh và người bệnh. Các nước phương Tây cũng đang đồng loạt kêu gọi người dân đeo khẩu trang. Viện Dịch tễ Liên bang Đức Robert Koch đã chuyển sang ủng hộ việc đeo khẩu trang ngay cả khi không có triệu chứng bệnh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus corona chủng mới. Trước đây, thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Liên bang Đức chỉ khuyến cáo người dân dùng khẩu trang cho những người bị mắc bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận biết được mình đã bị nhiễm virus hay chưa, khiến cho nhiều người nhiễm bệnh không hề có dấu hiệu gì đã vô tình lây lan virus corona cho người khác. Do vậy, những quy định ứng xử liên quan đến việc ho, hắt hơi, rửa tay và giữ khoảng cách tối thiểu với nhau cũng nên kèm theo với việc đeo khẩu trang. Đức cũng đã ghi nhận 962 trường hợp tử vong vì virus corona, trên hơn 80.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 22.000 người đã khỏi bệnh. Tổng thống Mỹ vào tối ngày 2 tháng 4 theo giờ địa phương cũng khuyên người dân nên mang khẩu trang hoặc dùng khăn che mặt, cho biết Mỹ sắp đưa ra các hướng dẫn về việc này. Một số quan chức Mỹ cho biết sẽ hướng dẫn kêu gọi người dân đeo khẩu trang tại các khu vực điểm nóng dịch Covid-19. Tại New York, thị trưởng Bill de Blasio đã kêu gọi người dân che mặt khi ra đường hoặc ở gần người khác. Tuy nhiên, ông cho biết người dân không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế mà có thể là khăn hoặc bất cứ thứ gì họ có thể tự tạo ra ở nhà. Nhà chức trách Đức cho biết họ cũng đang cân nhắc làm điều tương tự. Cộng hòa Séc, Slovakia và Bosnia cũng đang đưa ra các khuyến cáo về việc nên đeo khẩu trang. Giới chức Slovakia đã làm gương bằng cách đeo khẩu trang khi tham gia các cuộc họp báo. Chủ tịch Quốc hội Iran cũng đã bị nhiễm Covid-19. Ông Ali Larijani là Chủ tịch Quốc hội Iran đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ông Larijani đã được xét nghiệm sau khi có những triệu chứng về hô hấp. Hiện tại thì nhà lãnh đạo này đang được cách ly và điều trị. Cho đến nay thì ông Larijani là quan chức cấp cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của Iran bị nhiễm Covid-19. Nước Nga cũng kéo dài ngày không làm việc tới hết tháng 4 năm 2020. Tổng thống Putin vào ngày 2 tháng 4 đã quyết định kéo dài thời hạn ngày không làm việc tới ngày 30 tháng 4 để ngăn sự lây lan của dịch Covid-19. Nhận định tình hình dịch trên thế giới cũng như tại Nga vẫn chưa qua giai đoạn đỉnh điểm. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga vào ngày 25 tháng 3 đã tuyên bố một tuần không làm việc từ ngày 30 tháng 3 tới ngày 3 tháng 4 mà vẫn được hưởng lương. Ông cũng sẽ trao thêm quyền cho lãnh đạo các địa phương ở Nga để cuối tuần này có thể tự quyết định sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở mức độ như thế nào tại địa phương của mình.